bà lấy đi. Vừa rồi em không may bấm nhầm vào cái nút kết thúc video nên là phải quay lại. Đây là những cái đường cày đầu tiên. Nay cầm máy thì mỏi tay. Vừa nãy vừa chụp ảnh. Anh đi sát nó vào. Để anh ấy nhảy lên, anh ấy lái cho anh xem. Anh cho vượt máy tí. Hôm nay ông chủ Vũ Hải của chúng ta sẽ trực tiếp lái máy. Mọi người cổ vũ tinh thần nào. Sao chơi lui. Cài lại. Cài ấy à? Cài rau à? Ui giời ơi. Đẹp lắm. Đấy, nhìn đất phụt như tốt lúa. Cái đơ giữa phải đẩy dài ra thêm một tí nữa anh ạ. Và cho cái chảo, chảo cuối kìa. Cái chảo cuối kia nó chưa ăn đứt lắm. Đẩy dài ra chỉ độ 2-3 phần, 3-4 phần là ok. Nó vứt một cái bút xóa đi rồi. Một cái bút tròn tròn ấy. Tròn tròn dài dài ấy. Ừ. Một cái bút lông xanh nữa. Ôm tớ đi là tớ còn để đấy. Ông đi. Mãi đằng kia thế này thì bố lội rộ xuống quay như video chết. Nắng thì sao? Nắng mà đất nó cứ thế này thì em cũng chịu. Đây là làng năm trước rồi.
mỗi lần chảo mình đi là được hơn mét không? Mẹ ơi, lên bộ con ở dưới. Vừa đúng 1 mét à. Mẹ ơi, con đây này. Úi giời, con này kéo con này là vừa tải à. Hai cầu khỏe anh. Cái đường cày đầu tiên ấy là bao giờ mình cũng phải mất mấy hai đường cày. Cày lại cái lần đều. Xong mở lối khi nào mà nó rỗng cái là cứ một bánh xuống là nó ăn đều hết. Chỗ đây được cạn. Đây, nhìn đất lật đẹp. Các cái video này quay lại trên máy tính này nó đéo đẹp được cả. Sương mù. Nếu như kiểu này bằng kiểu này thì 3 phút hết sạch. Thế anh làm máy đâu chứ? Em đây bây giờ vào máy bây giờ á. Ừ, vào máy bây giờ đấy. Trước em làm thì em chỉ lái thuê cho bọn đấy thôi. Thôi. Cắn giả vậy rồi. Anh ấy cầu lên. Chừng có cái tay này vừa tầm nó chạy. Ba.
Máy 1802 Giang Ma kéo dàn cày bốn chảo cơ khí Vũ Hải. Nói thực sự là quá nhẹ. Máy vừa giờ em ngồi lên em test trực tiếp ấy, thì là đang chạy ở gần như là hết tầng hết số. Còn bây giờ là về bác chủ là bác ấy đang test lại, là bác ấy đi chậm chậm thôi. Em chào anh Nguyễn Thành Trung nhé. Em chào anh Thắng nhá. Cho nó thụt sâu xuống tí nữa để cho nó chạm đất nó gì. Thôi lại chạy đường nữa thì hết. Trên này dễ kiếm tiền lắm, cày này ruộng dễ kiếm tiền. Chắc nó dừng video mà mình bấm vào nút lưu. Có người đang người tiếp đăng ký lên đấy. Ôi thôi lệ rồi. Chưa thạo lên là đường cày nó chưa được đẹp. Về đây đấy anh, từ chỗ em chạy là nó bằng. Từ đến ra anh là bắt đầu nó có thể lạnh. Bởi vì là anh đi bám trong nhiều quá. Với lại anh nương cày đấy nhiều quá. Đúng rồi, anh nương hơi cao, nó chưa ăn đủ, cái chảo đầu nó không ăn. Đấy còn nếu mà giả sử như mình muốn vào như cái ruộng này, anh muốn là anh không phải động đến thủy lực nhiều, là anh ép cái con nó so, anh ép con nó so xuống, vặn ngược lên, vặn ngược lên để ép vặn lên khoảng tầm 1-2 phân để cho nó hơi căng ấy, thì anh cứ thả bấm thủy lực nó xuống là kệ nó tự nó lượn, anh hiểu chưa? Thế còn đâu là đấy là như anh này, còn như em quen rồi thì em biết thả cái tầm nào là em chỉ nhí nhín đấy, một tí là bắt đầu cứ thế em chạy thôi. Thế nên là lúc nãy em để gần như con này chạy hết tầng hết số. Còn nó phi mà mới cái này em cũng được quen đấy, cái này gì có cây chả hãy định lên đâu anh, cái này cũng được làm được kia. Vâng.
Nói chung là như con này kéo cái dàn này của em là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Bởi vì em ngồi em thử đến con này có 9 số thì trừ đến số 8 rồi. Còn muốn số 9 thì thôi, 9 thì thôi em không thử nữa vì nó chạy trên đường. Vâng. Chứ còn đây nó bình thường như các cái dàn kia mà anh chạy như này là anh phải đeo kẹp lốp. À. Vâng. Bánh bơi. Bánh bơi thì đúng rồi. Bởi vì nó nặng tải. Vâng. Cái dàn này gần như là không có gì.